Chào bà con và các bạn đến với giá ớt và tiêu ngày hôm nay 17 tháng 1 năm 2022. Sừng chiều hôm nay, giá ớt giảm mạnh, ớt sừng vàng loại 1 đẹp có giá dao động từ 55.000 đến 68.000 trên 1 kg. Ớt sừng vàng loại 2 hay ớt sừng xanh ớt sữa có giá từ 49.000 đến 53.500 đồng trên 1 kg. Ớt sừng đỏ đẹp có giá dao động từ 21 đến 24.500 đồng trên 1 kg. Ớt sừng đỏ loại 2 có giá từ 18.000 đến 20.500 đồng trên 1 kg. Giá ớt xiêm rừng thuần tự nhiên có giá từ 60.000 đến 72.000 trên 1 kg. Ớt xiêm xanh ớt đẹp có giá từ 51.000 đến 60.000 trên 1 kg. Giá ớt chỉ thiên chiều nay có giá dao động từ 10.000 đến 13.500 đồng trên 1 kg. Tùy theo vựa và thương lái mà giá mua khác nhau và tùy vùng nên giá có thể sẽ chênh lệch từ 1.000 đến 2.000. Do tình hình giá cả biến đổi không ngừng, mong quý bà con đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất. Xin cảm ơn quý bà con nông dân rất nhiều. Giá ớt chỉ thiên hôm nay tại tỉnh Vĩnh Long, giá ớt 11.000 đến 12.500 đồng trên 1 kg. Tại Trà Vinh, giá ớt từ 11.000 đến 12.500 đồng trên 1 kg. Tại tỉnh Đồng Tháp, giá ớt từ 11.000 đến 12.000 trên 1 kg. Tại Cần Thơ, giá ớt dao động từ 11.000 đến 12.500 đồng trên 1 kg. Tại tỉnh An Giang, giá ớt từ 11.000 đến 12.000 trên 1 kg. Khu vực Lâm Đồng, 11.000 đến 13.500 đồng trên 1 kg. Tại Đắk Lắk, Gia Lai, 11.000 đến 13.500 đồng trên 1 kg. Tại Bình Định, giá ớt dao động từ 11.000 đến 12.500 đồng trên 1 kg. Giá ớt tại tỉnh Ninh Thuận từ 11.000 đến 12.000 trên 1 kg. Tại Bắc Giang, 10.000 đến 11.500 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn, 11.000 đến 11.500 đồng trên 1 kg. Cập nhật giá tiêu tại một số tỉnh trong nước. Giá tiêu tuần này nhìn chung có xu hướng đi xuống tại các tỉnh trọng điểm trong nước. So với đầu tuần, giá thu mua giảm 1.000 đến 2.000 đồng trên kg. Trong đó, mức giá thấp nhất là 75.500 đồng trên kg có mặt tại tỉnh Đồng Nai, giảm 2.000 đồng trên kg. Nhỉnh hơn là tỉnh Gia Lai với mức 76.000 đồng trên kg, giảm 1.000 đồng trên kg. Hiện tại, 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước cùng thu mua hồ tiêu tại mốc 77.000 đồng trên kg. Trong đó, Bình Phước giảm 2.000 đồng trên kg, còn lại giảm 1.000 đồng trên kg. Tương tự, giá giao dịch tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giảm 2.000 đồng trên kg xuống mức 78.000 đồng trên kg. Thân ái chào bà con.